nhói lòng hình ảnh những đứa trẻ trong vùng sạt lở Lào Cai đi bộ cõng đồ từ thiện về nhà. Mưa lũ kéo dài, đến nay nhiều khu vực tại tỉnh Lào Cai vẫn bị cô lập, đặc biệt là các xã miền núi. Con đường độc đạo dẫn từ trung tâm xã Nậm Khánh vào các thôn bản bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị gián đoạn. Người dân trong các khu vực này đã phải di chuyển hàng chục cây số, băng qua những đoạn đường núi hiểm trở để tiếp cận các đoàn cứu trợ, nhận lương thực và nước uống. Đoạn clip ghi lại cảnh hai em nhỏ ở xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, Lào Cai đi bộ gần chục cây số cõng nhu yếu phẩm về nhà vừa được đăng tải khiến nhiều người không khỏi xót xa. Chị Khuất Thị Dung, chủ nhân đoạn clip đầy cảm xúc cho biết, chị gặp hai em bé trên đường khi vận chuyển đồ tiếp tế vào xã Nậm Khánh. Hai em theo người lớn trong thôn đi bộ gần chục cây số tìm tới đoàn xe cứu trợ, mong kiếm được đồ ăn mang về nhà. Lo sợ nhà bị sạt lở, không có đồ ăn, các em đã quyết định đi bộ tìm đoàn xe cứu trợ để xin đồ ăn mang về nhà, chị Dung nói. Hình ảnh những đứa trẻ gầy gò, lầm lũi giữa con đường gập ghềnh, mang trên vai bao lương thực nặng gần 20kg khiến nữ tình nguyện viên thấy nhói lòng. Trên hành trình của mình, chị Dung chứng kiến không ít hoàn cảnh đáng thương. Có người đi bộ hàng chục cây số để tìm đoàn cứu trợ, sau đó lại đi bộ, cõng lương thực về nhà. Có gia đình nhịn đói 2-3 ngày, phải ăn củ sắn qua bữa.